Kính chào tất cả quý bà con đang theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2021, giá lúa có xu hướng giảm, cho nên là kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật liền để cho quý bà con mình tham khảo nha. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động theo chiều hướng giảm nhẹ, với lúa Đài Thơm 8. Giá gạo có xu hướng ổn định, thị trường giao dịch lai rai, khách hàng hỏi mua nhiều với gạo OM5451 và Đài Thơm 8. Tại An Giang thì giá lúa Đài Thơm 8 hôm nay biến động theo hướng giảm 100 đồng, xuống còn 6.400 đồng đến 6.500 đồng một ký. Như vậy là sau một tuần điều chỉnh tăng, hôm nay lúa Đài Thơm 8 đã xuống giá, tuy nhiên vẫn là mức giá tốt nha bà con. Trong khi đó thì các giống lúa khác tiếp tục chững lại và đi ngang. Cụ thể, nếp Long An có giá là 5.100 đồng đến 5.500 đồng một ký. OM18 có giá là 6.400 đồng đến 6.600 đồng một ký. OM9577, OM9582 ở mức là 6.050 đồng một ký. OM5451 ở mức là 6.300 đồng đến 6.500 đồng một ký. OM6976 giữ giá ở mức là 6.000 đến 6.150 đồng một ký. Lúa Nhật giá ổn định 7.500 đồng đến 7.600 đồng một ký. Nếp vỏ tươi 5.000 đến 5.100 đồng một ký. IR50404 giá 6.100 đồng đến 6.300 đồng một ký. Lúa Nàng Hoa Chín ở mức là 6.400 đồng đến 6.500 đồng một ký. Trên đây là giá lúa gạo của ngày 18 tháng 5 năm 2021 nha quý bà con nha. Và nguồn cung cấp thì kênh Nhà Nông Miền Tây lấy từ nguồn là báo Công Thương. Ở đây thì kênh Nhà Nông Miền Tây đã tóm tắt lại, đã là ghi cụ thể ngắn gọn lại để cho quý bà con mình tham khảo nhanh chóng và tiện lợi hơn. Và nếu như quý bà con thấy là những thông tin mà kênh Nhà Nông Miền Tây mang đến cho quý bà con là hữu ích thì quý bà con hãy vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để giúp cho kênh Nhà Nông Miền Tây có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều clip cho quý bà con xem nha. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Kính chúc quý bà con sẽ có một ngày thật tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.